Chào các bạn, mình là Ngọc, mình đến từ team yêu làm phim. Hôm nay thì mình có đi quay về và cũng có chụp một vài bức ảnh. Nhưng mà khi về đến nhà bạn mình thì mình đã cắm cái thẻ vào cái máy của bạn mình và nó sẽ xảy ra cái tình trạng các file bị mã hóa như này, mã hóa thành một cái dạng file khác. Ở đây mình cũng không biết nó là loại file gì. Khi cắm vào máy thì các cái file này nó cũng không hiển thị được. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để khôi phục những cái file như thế này. Và tất cả những cái tình trạng thẻ bị lỗi hay như thế nào thì các bạn cũng có thể áp dụng cái cách này tương tự. Đầu tiên thì các bạn cần cho mình một cái đầu độc thẻ và mình sẽ cắm thẳng trực tiếp vào máy. Sau đó thì mình sẽ format cái thẻ này đi, format bình thường. Các bạn format bình thường, sau rồi các bạn lên mạng tìm cho mình cái phần mềm là Recuva. Phần mềm này thì được cung cấp miễn phí nên là các bạn cũng không cần phải lo lắng quá về cái cách sử dụng của nó. Bây giờ thì mình sẽ tải về và hướng dẫn các bạn sử dụng luôn. Các bạn lưu ý giúp mình là khi các bạn đã format thì các bạn không ghi thêm hay là không ghi thêm hoặc không chụp thêm, không quay thêm, không copy cái gì vào cái thẻ nữa để cho nó trống yên như thế. Nếu các bạn không tải được trên trang chủ thì mình sẽ để một cái link phần mềm ở phía dưới phần mô tả video, các bạn có thể click đấy để tải. Các bạn tải về rồi thì cứ mở lên cài đặt bình thường nhé. Đây, khi khởi động phần mềm lên thì nó sẽ có cái giao diện như thế này. Các bạn chọn giúp mình đến cái thẻ mà mình cần scan để xem những cái file mà nó đã bị ẩn đi ấy. Những cái kể cả cái file này mình format rồi, những cái ổ mình format rồi thì những cái file nó vẫn còn. Các bạn chọn vào và nó sau đó scan cái ổ này. Thì cái thời gian scan nó nhanh hay chậm là tùy vào cái dung lượng thẻ với cái cấu hình máy của bạn. Các bạn cứ chờ khi nào nó xong thì mình sẽ tiếp tục nhé. Cái đoạn này thì mình sẽ tua nhanh qua. Ok, sau một khoảng thời gian khá là lâu mình chờ đợi khoảng hơn 20 phút thì máy đã scan xong những cái file mà trong thẻ mình bị mất đi. Mình mở rộng cho dễ nhá. Tất cả những cái file mà mình đã xóa hoặc đã bị ẩn đi thì nó sẽ khôi phục ra những cái file nào mà màu xanh này. Các bạn chú ý nhá, những cái file màu xanh ấy thì là những cái file mà có thể khôi phục được. Các bạn có thể preview trước ở cái cửa sổ bên phải này. Cửa sổ này. Đối với những cái file JPEG thôi nhá. Còn những cái file RAW hay là file video thì cũng khó lắm. Còn những cái file đỏ này là gần như là không thể khôi phục được. Cái file màu vàng này thì có thể sẽ khôi phục được nhưng mà cái chất lượng nó sẽ bị giảm hoặc nó sẽ bị mất một phần nào đó. Đấy, sau khi scan xong thì các bạn chọn cho mình tất cả những cái file này. Tích vào nhé. Tích vào xong rồi chọn cái phần recover. Phần recover này và chọn đến một cái thư mục để chúng ta lưu file. Và nhớ là không chọn vào thẻ nhớ nhé. Chọn vào một cái ổ cứng nào, ổ cứng bất kỳ nào. Đây mình tạo một thư mục mới này, recover nhé. Đấy, mình sẽ lưu vào thư mục này. Nó yêu cầu một ổ cứng phải có dung lượng là 81GB. Ổ của mình thì lại không có ổ nào được 81. Vậy thì mình sẽ chọn bớt file đi này. Những cái file màu đỏ màu vàng này thì cái tỷ lệ khôi phục được nó rất ít nên thôi mình bỏ luôn, không khôi phục những cái file này nữa. Các bạn cũng có thể là giữ chọn sau đó ấn nút back, ấn vào file đầu tiên này, xong rồi giữ nút shift và ấn vào file cuối cùng để chọn một loạt này, rồi xong ấn cách để bỏ chọn một loạt. Đây thì mình sẽ khôi phục một số cái file mà nó có màu xanh này, nghĩa là cái tỷ lệ khôi phục nó rất là cao. Là mình sẽ chọn vào đây. Khi các bạn chọn và các bạn sẽ chờ nó khôi phục. Bây giờ chúng ta lại phải chờ, tiếp tục chờ một lần nữa để nó khôi phục tất cả những cái file đấy về cái thư mục mà chúng ta đã chọn. Như ở đây mình sẽ chọn về cái thư mục recover ở trong ổ đi. Lát nữa thì mình sẽ xem cho các bạn cùng xem. Và bây giờ thì tiếp tục lại chờ tiếp. À,
sau 15 phút 43 giây khôi phục thì mình đã khôi phục được hơn 500 file. Sau đây thì mình sẽ mở cho các bạn xem cả những cái file mà mình đã khôi phục nhé. Đây, trong đây thì sẽ là tất cả những cái file mà mình vừa khôi phục này. Những cái file này mình chụp này. Nói chung là khôi phục được gần như là tất cả, mà gần như không mất cái gì đâu. Kể cả những cái file mà bạn xóa từ trước ấy thì vẫn khôi phục bình thường. Đấy, là cái phần mềm này nó cũng khá là mạnh mẽ. Bạn nào sử dụng thì có thể tải về và dùng. Những cái trường hợp ví dụ như là bạn đi chụp hay là đi quay về mà file của các bạn bị mã hóa này, bị mất, hoặc là cái thẻ bị lỗi khi các bạn cắm vào máy tính ấy, thì nó sẽ báo cần format thẻ, thì các bạn cũng đừng sợ, cứ format bình thường. Dùng cái phần mềm này chúng ta sẽ khôi phục được tất cả những cái file đấy. Video này thì mình sẽ chia sẻ nhanh cho các bạn cái cách mà để khôi phục thẻ nhớ khi bị lỗi như vậy. Nói chung là nó cũng không nhanh đâu, mình khôi phục mất gần 1 tiếng cơ. Mình khôi phục cái thẻ này mất gần 1 tiếng tại vì thẻ mình 3GB mà mình chụp gần đầy ấy. Các bạn thấy cái video này hay thì hãy share cho bạn bè của mình cùng hiểu, cùng tìm hiểu và cùng sử dụng nhé. Để theo dõi các cái video tiếp theo của mình thì hãy đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn, chào các bạn.